sau khi Sử đăng một cái video clip nội dung là nếu như Trẩm Băng Hà, thì đây chỉ là một cái tiêu đề cho vui thôi. Bởi vì các nền tảng mạng xã hội họ sẽ dựa trên một vài cái từ ngữ mà họ sẽ cấm. Mà nếu như Sư đặt cái tiêu đề là nếu như Sư Hạnh Tuệ chết, hoặc là nếu như tôi chết, thì nó sẽ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Và như vậy đó, các nền tảng mạng xã hội họ sẽ không cho đăng. Thành ra là Sư đặt một cái tiêu đề vui một tí xíu, tức là nếu như Trẩm Băng Hà. Thì một điều làm cho Sư bất ngờ đó là video này được nhiều người quan tâm đến như vậy. Có người khen, cũng có người chê, và đặc biệt là cũng có một số người họ không hiểu gì cả, và họ chỉ đơn thuần họ nhảy vào để họ phỉ báng thôi. Không lạ gì thưa quý vị. Thì trong đó có một cái bình luận làm cho Sư bất ngờ, dành cho những ai chưa biết, thì đây là một trích đoạn trong một cái video Sư nói về cái tệ nạn là những người đó bị khốn khổ, kiệt quệ vì Covid, và sau khi thân nhân qua đời đó, họ lại còn bị làm tiền bởi những dịch vụ mai táng với cái giá cắt cổ, trong khi đó có những cái khoản chi tiêu hoàn toàn không cần thiết. Và nếu như ai quan tâm thì có thể xem. Nó như thế này, trong cái bối cảnh của cái video clip mà Sư nói đó, thì khi chúng ta bị khánh kiệt về tài sản như vậy, còn gặp những trường hợp bị lợi dụng như thế đó, thì Sư mới đưa ra một cái ví dụ là nếu như trong trường hợp ông Sư Hạnh Tuệ này, ông rơi vào tình trạng đó, thì quý vị có thể cư xử với cái thân thể, với cái tấm thân ngũ uẩn của ông Sư Hạnh Tuệ này như thế nào. Trong trường hợp mà có ai đó muốn trục lợi trên cái cơ thể này để kiếm tiền, thì đó là cách quý vị có thể xử lý. Và xin thưa, đây là cơ thể của Sư, đúng không? Đây là tấm thân ngũ uẩn của Sư. Thì về mặt pháp lý đó, về mặt pháp lý, Sư muốn làm cái gì với nó thì làm, đúng không? Và Sư cũng không hề nói là nếu như mà cha mẹ của Sư qua đời thì Sư cũng sẽ làm như vậy. Tức là Sư không hề nói rằng nếu như cha mẹ Sư qua đời thì Sư sẽ bỏ luôn cái xác đó và bỏ luôn vào một cái sọt rác nào đó. Sư không hề nói. Chẳng qua là chúng ta tự suy tưởng, chúng ta tưởng tượng, và rồi chúng ta đi đến một cái hành động là chúng ta phỉ báng người khác. Tức là nói rằng đó, cho rằng người đó sẽ làm một cái việc gì đó mà thực tế họ không có làm. Đó là điều không có nên. Và đương nhiên khi mà Sư nói cái chuyện là không cần thiết những cái dịch vụ mai táng, thì chắc chắn nó sẽ đồng chạm đến những cái tư duy cố hữu của rất nhiều người. Đó là khi người thân qua đời thì phải làm đám tang cho đình rang, hoặc thậm chí phải tốn rất là nhiều tiền. Đương nhiên nếu như quý vị có cái khả năng đó thì không vấn đề gì. Nhưng vấn đề là có rất nhiều người họ không có khả năng đó mà họ vẫn phải ép để bỏ ra số tiền đó nhằm giúp cho người thân, thì tính làm sao? Rồi hơn thế nữa đó, chắc chắn là cái vấn đề này sẽ đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều người. Bởi vì họ rõ ràng họ được lợi, họ kinh doanh được trên cái vấn đề này, mà nếu như chúng ta mổ xẻ nó ra đó thì sẽ đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều người. Mà khi đụng chạm như vậy đó, họ vào rồi thì họ sẽ công kích, họ tấn công, và đó là chuyện không thể tránh khỏi. Và chúng ta không thể nào, bởi vì những con người như vậy đó, mà chúng ta không thể nói lên sự thật được. Còn nếu như một bên thì muốn chịu khổ, một bên thì muốn trục lợi trên cái khổ của người khác, hai con người đó gặp nhau rồi thì đó là tùy mình thôi. Mình muốn để cho người ta lợi dụng mình, còn người ta thích lợi dụng mình, thì hai chúng ta gặp nhau thì đó gọi là song kiếm hợp bích, không còn gì để nói, đúng không? Nhưng cái vấn đề ở đây Sư nói là gì? Có những người họ không muốn như vậy. Có những người họ rất khổ, họ không có khả năng, mà mình vẫn kiếm lợi
trên cái khổ của họ. Thì đối với sư đó là một điều không có nên. Bản thân sư cũng vậy thôi. Sư không muốn mình sau khi đã chết rồi mà còn làm cái nguồn khổ cho người khác, rồi để cho ai đó sẽ trục lợi trên cái cơ thể này. Sư không hề muốn như vậy. Rồi sẵn đây đó, sư nói về cái việc chúng ta sẽ báo hiếu với cha mẹ như thế nào. Khi cha mẹ chúng ta chết rồi đó, thì họ đã tái sanh vào một cảnh giới khác. Lúc bây giờ, cái thân thể, cái thân xác đó đó, cái linh hài đó, chúng ta có than khóc nó cũng không giúp ích gì được. Giỏi lắm thì chúng ta chỉ cư xử như thế nào đó để nó phù hợp với văn hóa người Việt thôi, chứ còn không cần thiết phải vì cái thân thể đó mà mình làm những cái tổ chức tang lễ rình rang tốn kém mà bản thân cha mẹ mình không được cái gì hết thì nó không đáng. Sự lấy ví dụ như chúng ta có những người cha mẹ đó đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, nhưng mà rồi công ty xuất khẩu lao động đó họ bỏ rơi cha mẹ mình ở một cái nước châu Phi nào đó mà thậm chí đó người ta không biết nó có tồn tại trên bản đồ nữa. Rồi cha mẹ mình rất là khổ. Chúng ta biết như vậy, chúng ta làm gì để giúp cha mẹ của mình đây, khi cha mẹ mình ở nước ngoài, ở một nước châu Phi? Cái chuyện mà mình ôm cái quần áo cũ của cha mẹ mình, cái chuyện mình ôm những cái đồ vật cha mẹ mình đã dùng á, rồi mình than khóc, thì cái chuyện than khóc đó đó, người ngoài nhìn vô thì nói cái đứa này nó có hiếu quá, nó thương cha mẹ nó. Nhưng mà hãy nhìn vào thực tế đi, cái chuyện mình ôm quần áo cũ của cha mẹ mình rồi mình khóc á, nó có giúp ích gì cho cha mẹ mình khi họ mắc kẹt ở châu Phi không? Hay là cái chuyện chúng ta cần làm đó là gì? Liên hệ với công ty xuất khẩu lao động, rồi thậm chí nếu cần thiết thì liên hệ với đại sứ quán hoặc là những cơ quan có trách nhiệm, rồi chúng ta tìm cách nào đó để gửi tiền vào cho cha mẹ, tìm cách nào đó để giúp cha mẹ có cái vé máy bay để về lại Việt Nam. Thì đó mới là cách đúng đắn mà một đứa con nên làm và có thể làm. Còn cái chuyện mà mình ôm quần áo cũ của cha mẹ mình khóc á, nhìn thì có vẻ là có hiếu á, nhưng mà nó không có cái hiệu quả thực tế. Cái chuyện cha mẹ mình mất cũng vậy thôi. Khi một chúng sanh mà mất đi, khi mà họ vẫn còn sanh tử luân hồi, thì cũng giống như bỏ một cái áo cũ và thay vào một cái áo mới. Mà mình cứ ôm cái áo cũ đó, mình than khóc, không giúp ích gì được hết. Cái quan trọng là mình cần phải làm cái gì đó thiết thực để giúp ích cho cha mẹ mình. Đó là sao? Mình cần phải đi hỏi những bậc thiện tri thức, những người có trí đó, để họ biết cách làm sao để giúp cha mẹ mình. Nếu như cha mẹ mình sanh thiên thì nó quá thoải mái rồi, không có vấn đề gì. Nhưng nếu cha mẹ mình đi vào những khổ cảnh thì phải sao? Đúng không? Và khi cha mẹ của chúng ta đi vào những khổ cảnh, cái chuyện chúng ta có than khóc nó không giúp ích gì được cả. Mà tốt nhất là gì? Chúng ta phải tích cực làm phước và hồi hướng phước đến cho cha mẹ của mình đã quá vãng. Đó mới là cách báo hiếu của một người con dành cho cha mẹ của mình mà xài được. Còn cái chuyện than khóc, cái này là ở trong kinh Bên Ngoài Bức Tường. Bản thân việc than khóc không giúp ích gì cả. Thành ra sư mong quý vị hiểu cái bối cảnh của cái video trên và cái cách chúng ta nên làm tốt nhất nếu như chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó. Còn nếu như cha mẹ của chúng ta gặp cái tình trạng tương tự thì chúng ta sẽ làm như thế nào để giúp ích cho cha mẹ của mình. Chúc quý vị an vui.